Hú hồn lời khai của tài xế chạy xe thẳng vào đám tang ở Long An vì ngủ gục nên lỡ lạc tay lái. Sáng nay ngày 12 tháng 10, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang làm việc với tài xế lái xe con gây tai nạn tại một đám tang ở địa bàn thị trấn Đông Thành. Vụ việc khiến nỗi đau chồng chất nỗi đau, người mất vẫn nằm đó mà còn thêm 5 người khác bị thương. Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Đức Huệ, vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 11 tháng 10, Nguyễn Hữu Lâm, 45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển ô tô chở vợ là Hoàng Thị Thanh Xuân, 43 tuổi, lưu thông hướng cầu Rạch Cối ra hướng ngã ba đường tỉnh 838. Khi đến km 04 đường tỉnh 838 thuộc thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ thì chuyển hướng sang trái và mất lái, làm ô tô lao vào rạp đám tang bên đường, khiến 5 người bị thương. Ngoài ra ô tô còn tông trúng 4 xe máy đang đậu phía trước đám tang. Tại hiện trường, ô tô và một số xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, những người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, tài xế Lâm và vợ đã được người dân đưa ra ngoài. Sau đó, công an đưa về trụ sở làm việc, lấy lời khai. Theo công an huyện Đức Huệ, đến sáng nay, trong số 5 người bị thương, thì có 3 người đã được cho về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị vết thương. Còn 2 người bị thương nặng là bà Bùi Thị Canon, chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và Nguyễn Văn Y chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác định của công an thì tài xế Lâm không có nồng độ cồn trong hơi thở. Ông Lâm khai trong lúc lái xe thì bị ngủ gật nên lạc tay lái. Sau vụ việc này, tài xế cũng gánh còng lưng vì những thiệt hại về người và của do mình gây ra chỉ vì ngủ gật để lạc tay lái. Còn bạn, bạn thấy sao về pha lạc tay lái vì quá buồn ngủ của tài xế ô tô này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.